sát đến từ Thanh Trúc. Sau một cú low kick làm cú takedown thành công đến từ Thanh Trúc. Sự quyết tâm đến từ võ sĩ ở chiều cao và giải tay là lợi thế của võ sĩ ở góc đài màu xanh, giúp cho cô đứng vững trong trận thi đấu. Trong khi đó thì Bernard Tiffany, võ sĩ của Pháp với biệt danh là phù thủy xấu xa, sinh năm 83, tức là chênh nhau tới 20 tuổi. Nhưng lúc này và bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ 6 và cũng là trận đấu cuối cùng trong buổi chiều ngày hôm nay, trước khi chúng ta sẽ đến với 10 trận đấu diễn ra buổi tối và bắt đầu vào lúc 20 giờ. Đây là trận đấu được chờ đợi. Trên màn hình của chúng ta là Nguyễn Thị Thanh Trúc, nữ hoàng mây của Việt Nam. Cô sẽ đối đầu với một võ sĩ cân tài cân sức, Bernard Stefani, võ sĩ đến từ Pháp. Đấy, lập tức là sự áp sát đến từ Thanh Trúc. Sau một cú low kick làm cú takedown thành công đến từ Thanh Trúc. Sự quyết tâm đến từ võ sĩ ở góc đài màu đỏ. Bước ra sân khấu với một chiếc áo dài và chiếc nón lá, những hình ảnh đẹp mắt của quê hương Việt Nam. Thanh Trúc đang cho thấy quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Sau những chấn thương gặp phải thì nữ hoàng mây Việt Nam đã phải nghỉ thi đấu, và sau khi trở lại thì cô đã tập luyện lại bộ môn boxing và bây giờ là MMA. Tuy nhiên, những kỹ năng và những tố chất trong máu của mình vẫn còn được giữ nguyên đối với Thanh Trúc. Liên tiếp là những cú đấm thẳng tay sau chính xác của Thanh Trúc, được coi là ứng cử viên cho chức vô địch ở hạng cân của mình. Thanh Trúc chưa gặp nhiều khó khăn trên quãng đường tiến tới trận đấu bán kết ngày hôm nay. Ở trong trận đấu vòng loại, cô đã có được chiến thắng submission rematch trước Hồ Thị Ngọc Bích ở vòng loại khu vực miền Nam và diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đó là một chiến thắng trong vanh nữa, cũng bằng một đòn rematch trước Vũ Thị Thúy Nga. Cả hai chiến thắng trong vanh đó đã giúp cho Thanh Trúc góp mặt trong trận đấu bán kết ngày hôm nay. Trong khi đó thì võ sĩ đến từ Pháp mặc dù để thua ở vòng loại, tuy nhiên với việc những võ sĩ ở hạng cân của mình không tham gia thi đấu thì cô đã được chọn tiếp vào vòng đấu tứ kết và đã có được chiến thắng submission ở trong vòng đấu tứ kết đầy quả cảm. Đó là một chiến thắng đầy bất ngờ và nhiều người vẫn nhắc lại đó là một chiến thắng mà Tiffany cho thấy được sự quyết tâm của mình, trong khi Như Quỳnh, đối thủ của cô trong trận đấu đó, đã thi đấu rất thành công. Trở lại với trận đấu này thì rõ ràng là chiều cao và sải tay đang giúp cho Bernard Stefani đang tạo ra được một khoảng cách có lợi trước Thanh Trúc. Cô gái của chúng ta vẫn chưa thể áp sát và tung ra những đòn đánh quyết định. Vẫn là sự chủ động đến từ Thanh Trúc. Cố gắng áp sát, tuy nhiên sải tay đang là lợi thế, giúp cho Tiffany đứng vững, cố gắng lên gối đến từ Tiffany. Với một pha tấn công không chính xác, Thanh Trúc đã phải nhận một đòn đấm thẳng tay sau bằng tay phải của Tiffany. Di chuyển và giữ khoảng cách, đó là điều mà Bernard Stefani sẽ phải làm trước nữ hoàng mây Việt Nam. Năm phút thi đấu là quãng thời gian rất dài và cuộc đua về thể lực là cuộc đua mà cả hai nữ võ sĩ của chúng ta sẽ cần phải phân phối lại thể lực, tung ra nhiều đòn đánh hơn chưa chắc lại là người có được chiến thắng.
cố gắng phá trụ bằng cú inside low kick. Sự cố gắng đến từ Thanh Trúc. Nên nhớ rằng trong trận đấu tứ kết vừa qua, bên Astevani có được một chiến thắng khi mà Như Quỳnh, đối thủ của cô, đang có được lợi thế. Nó tưởng như là Astevani đã để thua. Tuy nhiên sau một đòn guillotine chốc, võ sĩ đến từ Pháp đã có được chiến thắng submission. Đó là một chiến thắng mà nhiều người vẫn còn ghi nhớ. Thanh Trúc cũng cần phải hết sức cẩn trọng trước những đòn thế đó đến từ đối thủ của mình. Và như vậy là hiệp thi đấu đầu tiên đã kết thúc. Đó là một hiệp thi đấu đầy hứng khởi và Thanh Trúc đã cho thấy được sự quyết tâm của mình. Trước khi đến với hiệp thi đấu thứ hai, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp nhất trong hiệp thi đấu đã qua. 5 phút thi đấu trong hiệp thi đấu thứ nhất. Bây giờ sẽ là 5 phút tiếp theo của hiệp thi đấu thứ hai. Ở hạng cân 52kg nữ diễn ra giữa hai võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Trúc và Bernard Stephanie. Đã cho thấy sự hứng khởi hơn đến từ võ sĩ ở góc đài màu xanh. Tuy nhiên Thanh Trúc vẫn là người chủ động, cố gắng tạo ra một cú low kick. Rất may cho Tiffany, Thanh Trúc đã không tóm được chân trong tình huống vừa rồi. Chiều cao và sải tay là lợi thế của võ sĩ ở góc đài màu xanh, giúp cho cô đứng vững trong hiệp thi đấu đầu tiên. Và bây giờ là sự áp sát đến từ Thanh Trúc. Cố gắng áp sát, tuy nhiên Thanh Trúc cũng đã nhận không ít những đòn thế đến từ Tiffany. Võ sĩ đến từ Pháp có tuổi đời lớn hơn so với Thanh Trúc rất nhiều, tuy nhiên lợi thế về sải tay và chiều cao đang giúp cho cô có được một sự di chuyển ổn định. Trọng tài đã phải dừng trận đấu để các bác sĩ có thể chăm sóc cho phần chấn thương đối với võ sĩ ở góc đài màu xanh. Phần mũi của Tiffany đã chảy máu sau một cú đấm thẳng tay sau chính xác của Thanh Trúc. Đó là một tình huống ra đòn rất nhanh và chính xác đến từ Thanh Trúc. Và phần mũi của Tiffany đã bị chảy máu. Gương mặt quyết tâm đến từ nữ hoàng mây Việt Nam. Giành tới 3 tấm huy chương vàng thế giới. Sau những chấn thương, Thanh Trúc đã trở lại tập luyện. Và bây giờ là bộ môn MMA. Có thể nói đó là một sự trở lại đầy dũng mãnh đến từ nữ võ sĩ, được coi là nữ hoàng trong lòng Muay Việt Nam. Sau những trận đấu bán kết, chúng ta sẽ bước tới những trận đấu chung kết với 5 hiệp thi đấu, mỗi hiệp sẽ kéo dài trong vòng 5 phút. Đó sẽ là một cuộc chiến về thể lực, sức bền, sự dẻo dai và sự chính xác
trên màn hình của chúng ta là những người bạn rất thân của Bernard Stevani và người cũng đã có được một chiến thắng cách đây không lâu, đó là Camille Nguyễn Văn, võ sĩ đến từ Ba Lan. Họ đều là những người bạn rất thân ở ngoài đời và cùng tập luyện tại một câu lạc bộ. Nếu như trong trường hợp nữ võ sĩ ở góc đài màu xanh không thể cầm được máu và không thể tiếp tục thi đấu thì các bác sĩ sẽ tư vấn với các trọng tài và hoàn toàn có thể tạm dừng trận đấu nếu như nữ võ sĩ đó không thể đảm bảo thể lực tiếp tục thi đấu. Có vẻ như là Tiffany vẫn có thể tiếp tục. Võ sĩ sinh năm 1991. Xin lỗi các bạn, võ sĩ sinh năm 1983, Bernard Stevani vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Rất may Thanh Trúc đã có một pha phòng thủ chính xác, tránh khỏi một cú high kick đến từ Tiffany. Thể lực đã là điều được minh chứng trong trận đấu tứ kết khi mà Tiffany bước tới những hiệp thi đấu tiếp theo với một thể lực nền tảng rất tốt. Và cô đã có được một chiến thắng submission trong trận đấu tứ kết cũng nhờ nền tảng thể lực. Phần máu trên khuôn mặt của Tiffany vẫn chảy. Tuy nhiên, võ sĩ này vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Thanh Trúc đang rất quyết tâm. Nhưng hãy cẩn trọng. Rất tốt, đó là những combo đòn bằng tay đến từ Thanh Trúc. Và bây giờ thì cô đang cố gắng áp sát. Với thời gian còn lại là chưa đầy 2 phút trong hiệp thi đấu thứ hai, cần tận dụng thời gian này để có thể kết thúc trận đấu. Các bác sĩ tiếp tục phải chăm sóc cho phần chấn thương của võ sĩ ở góc đài màu xanh. Bước tới trận đấu bán kết này thì Nguyễn Thị Thanh Trúc đến từ câu lạc bộ An Ninh Yuki đã có được 2 chiến thắng bằng submission. Và cả 2 chiến thắng đó với một đòn đánh quen thuộc, đó là Rinne Chok. Tuy nhiên, vượt qua bán kết cũng là đối thủ đến từ nước Pháp với một đòn thế submission. Thanh Trúc cho thấy sự nhập cuộc hứng khởi nhưng không có một sự chủ quan đến từ nữ hoàng mây của chúng ta. Trong buổi tối ngày hôm nay, bắt đầu từ 20 giờ, chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi 10 trận đấu bán kết còn lại của Lions Championship 2022. Đó hứa hẹn là những trận đấu đầy hấp dẫn. Và tất cả các trận đấu đó sẽ được VTV Cup tường thuật trực tiếp trên kênh On Sport Cộng và trên các nền tảng số của VTV Cup. Đó sẽ là một bữa tiệc dành cho những người yêu thích võ thuật, nơi mà chúng ta sẽ được chứng kiến những trận đấu bán kết đầy chất lượng ở hạng cân 60kg diễn ra giữa Phan Huy Hoàng và Nguyễn Trần Duy Nhất. Trong khi đó thì trận đấu cuối cùng và cũng là trận đấu mà chúng ta chờ đợi ở hạng cân 70kg diễn ra giữa Nghiêm Tùng Lâm và Trần Quang Lộc. Đó sẽ là 2 trận đấu hấp dẫn nhất, 2 trận đấu được chờ đợi nhất.
trận đấu sẽ tiếp tục với 1 phút 37 giây còn lại của hiệp thi đấu thứ hai. Ngay lập tức là những cú low kick đến từ Thanh Trúc. Cố gắng áp sát và đã có những cú đấm thẳng tay sau chính xác đến từ Thanh Trúc. Thể lực có thể là điểm mạnh của Tiffany, tuy nhiên những đòn đánh trúng đích của Thanh Trúc đã khiến cho những bước di chuyển của Tiffany đã không còn linh hoạt như trong những phút thi đấu đầu tiên. Di chuyển và giữ khoảng cách với sải tay dài sẽ giúp cho võ sĩ đến từ Pháp có thể chống đỡ được trước Thanh Trúc. Đó là một cú đấm thẳng tay sau chính xác bằng tay trái của Thanh Trúc nữa. Cô gái đến từ góc đài màu đỏ đang tấn công. Khoảng thời gian còn lại của hiệp thi đấu 2 là không còn nhiều. Tiffany vẫn đang phòng thủ hết sức chặt chẽ. Rất nhiều những đòn thế chính xác đến từ Thanh Trúc. Hai võ sĩ đã phải thoát ra. Mười giây cuối cùng. Và như vậy là hiệp thi đấu thứ hai đã kết thúc. Đó là một hiệp thi đấu đầy hấp dẫn nữa. Và với rất nhiều những đòn thế đến từ Thanh Trúc, lợi thế đang thuộc về võ sĩ của Việt Nam. Tuy nhiên Tiffany cũng đang cho thấy được sự quyết tâm của mình. Cô vẫn đang đứng vững mặc dù máu trên khuôn mặt của Tiffany đã đổ. Sẽ là một hiệp thi đấu thứ ba đầy khó khăn cho Bernard Stephanie. Cô gái đến từ Pháp đang gặp rất nhiều những bất lợi. Nữ hoàng môi Việt Nam đang cho thấy sự ổn định, sự quyết tâm của mình. Rất nhiều những đòn đánh trúng đích. Liệu có một chiến thắng chóng vánh, một chiến thắng trước thi hiệp thi đấu thứ ba được rung lên hay không? Cố gắng ra đòn để tạo ra được khoảng cách. Còn rất nhiều thời gian, không có gì phải vội. Thanh Trúc đang lựa chọn chậm rãi và chờ đợi cơ hội. Cú inside low kick chính xác của Thanh Trúc.
Thanh Trúc đang có được lợi thế. Tuy nhiên Tivani đã ngay lập tức phòng thủ. Đấm thẳng tay sau chính xác vào tay phải của Thanh Trúc. Ở hạng cân 52kg, chúng ta vừa được chứng kiến chiến thắng của Nguyễn Vũ Kinh Hoa, một chiến thắng bằng submission. Nguyễn Vũ Kinh Hoa sẽ gặp người chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay, người giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Thanh Trúc vẫn đang hết sức điềm tĩnh. Vẻ mặt lì lợm của cô gái đến từ góc đài màu đỏ đang cố gắng áp sát, tạo ra được những đòn thế bằng tay. Trong quãng thời gian trở lại sau chấn thương thì Thanh Trúc đã tập luyện bộ môn boxing và những đòn thế bằng tay của cô được cải thiện rất nhiều. Sau khi những chấn thương ở đầu gối đã xảy ra đối với Thanh Trúc thì cô đã không thể tập luyện được bộ môn Muay chuyên nghiệp nữa. Hai đòn đấm trúng đích bằng cả hai tay của Thanh Trúc. Dồn ép được đối phương, tuy nhiên Thanh Trúc vẫn chưa thể tung ra được đòn đánh kết liễu. Rất nhiều những đòn đánh trúng đích. Chúng ta chờ đợi một đòn thế có thể mang đến một chiến thắng knockout đến từ Thanh Trúc. Rõ ràng là lợi thế quá lớn trong cả hai hiệp thi đấu vừa qua và quãng thời gian còn lại của vừa rồi của hiệp thi đấu thứ ba, chúng ta đã thấy được sự áp đảo đến từ võ sĩ ở góc đài màu đỏ. Tuy nhiên nếu như đó là một chiến thắng bằng knockout sẽ là một sự hứng khởi cho trận đấu cuối cùng này, trận đấu kết thúc của 6 trận đấu diễn ra trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn hơn 1 phút nữa cho sự cố gắng của cả hai võ sĩ. Trong những tình huống phòng thủ của mình, Tiffany cũng tung ra được những cú đấm. Đó là những cú đấm cũng chính xác và phần mặt của Thanh Trúc cũng đã có biểu hiện bị chấn thương. Ngay lập tức là sự áp sát đến từ Thanh Trúc. Trụ với một cú low kick. Những đòn đánh bằng chân bây giờ không còn phải là sở trường của Thanh Trúc nữa sau những chấn thương mà cô gặp phải. 10 giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ 3. Gần như chắc chắn chúng ta sẽ phải đến với phần chấm điểm đến từ 3 vị trọng tài, và như vậy là trận đấu đã kết thúc. Trận đấu bán kết thứ hai ở hạng cân 52kg đã kết thúc và bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi phần chấm điểm của 3 vị trọng tài. Tuy nhiên đó nhiều khả năng sẽ là một chiến thắng dễ dàng dành cho Thanh Trúc khi cô đã chiếm áp đảo trong cả 3 hiệp thi đấu vừa qua. Một trận đấu hết sức tuyệt vời, chúng ta cũng đã thấy những sự cố gắng, những sự tiến bộ hết sức tuyệt vời từ bên Tiffany. Và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng đến với kết quả cuối cùng. Trọng tài 1, 30, 27, đỏ thắng. Trọng tài 2, 30, 26, đỏ thắng. Trọng tài 3, 30, 27, chung cuộc, đỏ thắng. Chúc mừng Nguyễn Thị Thanh Trúc. Và xin được đã diễn ra một trận đấu knockout, một hiệp đấu knockout trực tiếp. Thưa quý vị, những môn thể thao luôn luôn là như vậy, nó sẽ đem chúng ta từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Và chỉ một khoảnh khắc thôi, ở trên sàn đấu, ở trên lồng bát giác này, là mọi thế trận của trận đấu đã xoay chuyển. Một võ sĩ trẻ hơn, khỏe hơn
ít kinh nghiệm hơn nhưng có khát khao đã giành được chiến thắng knockout trước một võ sĩ giàu kinh nghiệm hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cặp đấu tiếp theo. Một cặp đấu dành cho nội dung 52kg của nữ. Và đặc biệt, cặp đấu này có điều gì đặc biệt thưa quý vị? Xin được bật mí quý vị rằng ở cặp đấu này chúng ta sẽ có một vận động viên. Đó là một vận động viên đến từ quốc tế, một vận động viên người Pháp. Và ngay bây giờ, không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với hai vận động viên của cặp đấu tại nội dung 52kg của nữ. Và tôi xin được giới thiệu vận động viên đeo băng tay màu đỏ. Xin được giới thiệu vận động viên Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa. Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa với chiều cao 1m65, nặng 52kg, sải tay 167cm. Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa hiện nay đang sinh hoạt tại đơn vị Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Thái Nguyên. Thành tích của Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa đạt huy chương đồng Muay toàn quốc. Một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón lên lồng bát giác võ sĩ đeo băng tay màu đỏ Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa. Và bây giờ đây, một võ sĩ sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Một võ sĩ người Pháp xin được giới thiệu võ sĩ đeo băng tay màu xanh Bernard Tiffany. Bernard Tiffany với chiều cao 1m70, 52kg. Hiện nay cô đang hoạt động tại Việt Nam Top Team. Và sở trường của Bernard Tiffany đó chính là boxing và Muay. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy chuẩn bị dành những tràng vỗ tay thật lớn để chào đón lên lồng bát giác võ sĩ Bernard Tiffany. Và xin được giới thiệu với toàn thể quý vị, trọng tài người điều khiển trận đấu, hạng cân 52kg của nữ, trọng tài Lê Nguyệt Minh. Và tôi xin phép tuyên bố trận đấu hạng cân 52kg của nữ xin phép được bắt đầu. Quý vị và bạn thân mến, chúng ta cùng tới với trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ Land Championship 2022. Đây là màn so tài hạng cân 52kg dành cho nữ với cặp đấu Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa và Bernard Tiffany. Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa, võ sĩ của Việt Nam, là người thi đấu với găng màu đỏ, trong khi đó Tiffany, võ sĩ người Pháp, là người thi đấu với chiếc găng màu xanh. Đây là trận đấu rất chênh lệch về mặt tuổi tác, có thể coi là trận đấu giữa hai thế hệ. Võ sĩ Quỳnh Hoa của Việt Nam sinh năm 2003 đã từng giành được huy chương đồng Muay toàn quốc, trong khi đó thì Bernard Tiffany, võ sĩ của Pháp với biệt danh là Phù Thủy Xấu Xa, sinh năm 83, tức là chênh nhau tới 20 tuổi. Nhưng lúc này thì Quỳnh Hoa đã take down được đối thủ. Và bây giờ thì cô đang thực hiện một đòn khóa đến từ một võ sĩ Muay, thưa quý vị. Và Tiffany đã thoát ra được
Đó là kinh nghiệm của võ sĩ năm nay đã 39 tuổi. Khoảng cách tuổi tác là rất lớn và chúng ta cùng xem ngày hôm nay thì ưu thế sẽ thuộc về kinh nghiệm hay là sức trẻ. Vào khoảng thời gian đầu tiên của hiệp đấu này thì Quỳnh Hoa đang là người chiếm ưu thế với những đòn đánh rất chính xác và rất nặng. Berna Tiffany là võ sĩ ngoại quốc duy nhất ở vòng loại khu vực phía Bắc này. Hai võ sĩ chênh nhau tới 20 tuổi và Berna năm nay đã gần 40 rồi. Chắc chắn đây sẽ là một yếu tố gây ảnh hưởng lớn tới sức chinh chiến của cô gái người Pháp ở trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta đang thấy tốc độ trận đấu là rất nhanh. Dĩ nhiên với Berna Tiffany ở tuổi 39 thì cô sẽ không muốn trận đấu này kéo dài. Hai võ sĩ đang ép nhau vào cạnh đài. Và lại là một tình huống thách đao nữa đến từ Quỳnh Hoa. Chúng ta cùng chờ xem Quỳnh Hoa làm gì đây. Cô đã đè được đối thủ xuống. Và sẽ lại là một đòn khóa xiết nữa. Một đòn bẻ tay. Một đòn bẻ tay đến từ Quỳnh Hoa. Đây là phút thi đấu thứ 3 của hiệp đấu thứ nhất. Quỳnh Hoa đang có một thế khóa. Và tap out. Chúng ta đã chứng kiến một chiến thắng bằng submission dành cho Quỳnh Hoa, võ sĩ 19 tuổi đến từ trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên. Đây là trận đấu đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay mà chúng ta được chứng kiến một võ sĩ giành chiến thắng bằng những tình huống khóa xiết. Ở cả hai trận đấu của năm trước đó ở các hạng cân 65kg và 84kg thì chúng ta đều thấy những chiến thắng knock out kỹ thuật bằng những đòn strike, bằng những cú đấm hoặc những cú đá. Còn ở trận này thì lần đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta được chứng kiến những tình huống vật và khóa xiết rất ấn tượng đến từ Quỳnh Hoa. Một võ sĩ với môn tập gốc của cô là môn Muay. Đây có thể coi là một sự phát triển tốt của Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa cho MMA. Và xin nhắc lại là vào buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ còn chứng kiến trận đấu của Nguyễn Trần Duy Nhất, một võ sĩ Muay khác, và chúng ta sẽ chờ xem là liệu Duy Nhất có thích nghi được với MMA bằng cách bổ sung thêm cho mình những đòn khóa xiết như thế này hay không. Vâng thưa quý vị, với một cặp đấu giữa các võ sĩ trên sàn đấu và như quý vị đã được chứng kiến, một chiến thắng submission đã xảy ra ở ngay hiệp đấu đầu tiên và chiến thắng đã thuộc về võ sĩ mang băng tay màu đỏ Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa. Xin được chúc mừng võ sĩ Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa đến từ trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Thái Nguyên.